Khi bắn trúng thì còi nó sẽ kêu. Xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn một cái thiết bị mới. Đó là thiết bị hỗ trợ ngắm bắn trong quân sự. Thiết bị này nó gồm một cái mạch điện. Mạch điện này có hai cái nút điều chỉnh, là điều chỉnh cái độ nhảy của ánh sáng và thời gian kêu cho cái còi. Đây là cái cảm biến tâm điểm ngắm bắn này. Còn đây là cái còi để báo là bắn trúng hay không. Thì chúng ta sẽ dùng một cái đèn laser. Đèn laser gắn lên cái súng. Khi mà bóp còi thì đèn sẽ sáng. Nếu mà cái đèn laser mà bắn trúng tâm này á, thì còi nó sẽ kêu lên và đèn sẽ sáng. Thì như vậy nó sẽ báo chúng ta là chúng ta đã bắn trúng. Còn nếu mà chúng ta bắn lệch qua một bên như thế này thì nó sẽ không có kêu. Đó. Thì qua cái thiết bị này nó sẽ giúp cho các học viên mà quân sự ngắm bắn rất là tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta dùng đạn thật để bắn thử thì rất là nguy hiểm và tốn tiền. Đấy. Bây giờ mình sẽ bắn thử cho các bạn xem nhé. Và sau đó mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái mạch điện nó như thế nào luôn. Cực kỳ đơn giản luôn các bạn. Và ai mà xem video này thì đều có thể làm được. Rồi, mình sẽ dùng cái đèn laser này bắn vào cái hồng tâm nhé. Đúng ra phải gắn lên cái súng, nhưng mà mình không có súng thì mình sẽ bắn bằng cái đèn laser này. Khi bắn trúng thì còi nó sẽ kêu. Bắn lệch con bên này thì nó sẽ không kêu nhé các bạn. Bắn trúng này. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái sơ đồ mạch điện nhé. Cái mạch điện đây các bạn, nó chỉ có một con D718, một con C1815, một con biến trở 100K, một con cảm biến ánh sáng, một con relay 12V 7A, một con diode. Đấy. Thì cái con D718 thì cái phần sắt các bạn để đặt nó nằm xuống. Còn con C1815 thì chúng ta đặt úp nó lại và cái đầu đuôi này vòng lên thì chúng ta sẽ đẹp theo cái sơ đồ mình vẽ nó nhé. Đấy. Ở đây này, cái volume có tác dụng là điều chỉnh cái độ nhạy của cái ánh sáng. Tại vì đôi khi cái vị trí mình chúng ta tập có thể là ban ngày hoặc là trong phòng sáng hoặc là trời tối thì mình dùng cái volume này mình điều chỉnh cho nó phù hợp. Ở đây mạch này mình đang thiết kế là khi ánh sáng laser bắn trúng thì còi sẽ kêu và tắt một cái thì còi nó sẽ ngắt ngay lập tức. Đấy. Còn theo cái thiết bị của mình mà lúc này mình quay á thì mình có gắn một con tụ điện nữa. Gắn một con tụ điện. Đây cực âm. Đây cực dương. Đó. Thì con tụ điện này là 16V. 16V. 470 microfarad. Đó, thì nó sẽ kêu trong vòng được 1-2 giây. Các bạn có thể dùng con tủ cao hơn, ví dụ 25V, 2200 microfarad thì nó sẽ lâu hơn. Đấy. Rồi, mạch điện nó chỉ như vậy thôi các bạn. Các bạn cứ ráp chính xác theo cái mạch điện này thì nó sẽ hoạt động đúng. Còn bạn nào mà không ráp được, muốn khỏe hơn thì có thể liên hệ với mình sẽ làm cái mạch đó cho các bạn. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký và bấm chuông nhé để theo dõi những cái video sáng tạo mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.